Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ban an toàn giao thông tỉnh kiểm tra tuyến xe chất lượng cao Mai Linh Wheeler. Tỉnh lộ 515B xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông. Chiều qua, Ban An toàn giao thông tỉnh đã làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh về quy trình hoạt động vận tải tuyến xe chất lượng cao Mai Linh Thanh Hóa Hà Nội. Đây là tuyến xe khách cố định do tập đoàn Mai Linh phối hợp với tập đoàn Quiller của Nhật Bản đưa vào hoạt động. Tuyến xe khách cố định được chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 10 năm 2019. Đến nay đã phục vụ trên 5.000 lượt khách. Ngoài chất lượng phương tiện hiện đại theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Điểm mới của tuyến xe chất lượng cao Mai Linh Quy Lơ Thanh Hóa Hà Nội là quy trình vận hành của phương tiện khá đảm bảo, như trước khi xuất bến đều tiến hành kiểm tra sức khỏe lái xe, kiểm tra chất lượng phương tiện. Qua đó, đề phòng được việc lái xe sử dụng rượu bia, phương tiện không đảm bảo an toàn nhưng vẫn hoạt động. Qua kiểm tra, Ban An toàn giao thông tỉnh đánh giá cao tuyến xe chất lượng cao Mai Linh Quy Lơ Thanh Hóa Hà Nội, với quy trình vận hành theo tiêu chuẩn sẽ loại bỏ được khả năng mất an toàn giao thông do chủ quan của lái xe, nâng cao tính an toàn cho hành khách trên xe. Vì vậy, Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị công ty tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận tải, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Kiểm tra luôn. Clip ghi lại cảnh xe buýt đưa đón học sinh tại trường cho phổ thông Nguyễn Huệ ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chờ quá số người quy định. Ba trong 4 chiếc xe tại đây là xe buýt cũ, mặc dù có kiểm định nhưng bề ngoài đã rất cũ, nhiều vị trí bong chóc dỉ xét. Đặc biệt, có xe chỉ được đăng ký 60 chỗ, nhưng tài xế chở nhồi nhét gần 120 học sinh vì không có chỗ đứng khiến nhiều em học sinh phải bám sát gần cửa xe. Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối qua tại đường D33 giao với đường D1, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 61A68575 lưu thông ra hướng đường 22 tháng 12. Khi xe lưu thông đến ngã tư trên thì bất ngờ mất lái tông vào xe máy do một thanh niên điều khiển. Không dừng lại ở đó, ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè tông vào xe bán trà sữa. Lúc này, một cô gái không kịp chạy bị tông trúng. Vụ tai nạn khiến năm thanh niên đi xe máy và cô gái bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, tuyến tỉnh lộ 515B đoạn từ xã Đông Hoàng đi xã Thiệu Lý thì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo người dân cho biết thì tại đây đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Tỉnh lộ 515B có chiều dài gần 4 km, Hiện nay có hơn 2 km đoạn chạy qua xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa đang bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông và ô nhiễm môi trường cho những hộ dân sống hai bên đường. Tại nhiều vị trí trên tuyến đường xuất hiện các ổ voi sâu rộng khiến các phương tiện đi lại rất khó khăn vì nằm xen lẫn tại các đoạn đường bằng phẳng khiến nhiều người lưu thông trên đường không kịp xử lý tình huống. Vào buổi tối, những đoạn đường bị xuống cấp càng trở nên nguy hiểm hơn do không thể quan sát được nên tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra hiện nay là con đường này là bẩm sinh nó đã xuống cấp nhưng mà gặp được cái đoàn xe quá tải này nữa nó càng xuống cấp trầm trọng hơn. Tôi chỉ có kiến nghị với nhà nước và các ban ngành chức trách cái con đường này làm thế nào để là giải quyết để cho nó tránh cái tình trạng ô nhiễm. Đề nghị trên là phải viền để ý đến con đường đi càng sớm càng tốt chứ còn à, ờ, bây tôi cứ thấy đùa với sáng bao nhiêu năm đi mà không thấy mạnh. Tuyến đường tỉnh 515B chạy qua địa bàn xã Thiệu Lý có mặt đường khá hẹp, nhiều đoạn không có cống rãnh thoát nước, một số đoạn lớp nhựa bị sói lở bong chóc khiến mặt đường co hẹp chỉ còn từ 2 đến 3 m nên các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hàng ngày một lượng lớn phương tiện xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng thường xuyên lưu thông trên tuyến đường, làm cho đường đã xuống cấp, ngày càng hư hỏng nặng hơn. Để đảm bảo an toàn cũng như tạo điều kiện cho người dân sinh sống trong khu vực, rất mong các ban ngành chức năng cần sớm triển khai dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường 55B để người dân đi lại thuận tiện, an toàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.